Bà nhân vlog bị bác sĩ phốt ngược, diễn show không tái khám đúng hẹn vì bận ăn tiệc, nghi mang con ra cầu view. Đức Nhân không còn là cái tên xa lạ với nhiều netizen Việt, nữ YouTuber nổi tiếng với những video về cuộc sống tại Nhật. Tuy nhiên, từ cuối năm 2022, Đức Nhân đã cùng ông xã người Nhật trở về Việt Nam để bắt đầu hành trình tìm con. Được biết, nữ YouTuber gặp vấn đề hiếm muộn nên đến nay vẫn chưa có em bé. Chồng của Đức Nhân cũng gác lại mọi công việc ở Nhật để cùng vợ về Việt Nam kiên trì chữa trị và thực hiện can thiệp bằng y học để có con đầu lòng. Đến nay, quá trình tìm con của Đức Nhân vẫn chỉ đang ở những giai đoạn đầu tiên. Đức Nhân đã thực hiện tiêm kích trứng và hút trứng để chuẩn bị cho việc có em bé. Trước đó, những video quay quá trình tiêm kích trứng của Đức Nhân chia sẻ cũng gây chú ý khi nữ YouTuber tỏ ra rất đau đớn trong những lần tiêm này. Thời điểm đó, tin vui đầu tiên đã đến khi Đức Nhân thông báo số lượng trứng hút ra từ cơ thể cô cho dù ít nhưng vẫn có một số sử dụng được. Những tưởng quá trình tìm con đang diễn ra thuận lợi thì mới đây Đức Nhân lại khiến netizen xôn xao khi đăng tải video cho biết mình bị thất vọng về tâm đức của bác sĩ đang điều trị cho vợ chồng cô. Theo Đức Nhân, việc bác sĩ này không dặn dò kỹ vợ chồng cô trong quá trình điều trị đã ảnh hưởng đến việc hút trứng cũng như khả năng của em bé. Cô còn lời clip chia sẻ mình và chồng sẽ quyết định chuyển sang điều trị với bác sĩ khác. Bác sĩ từng khiến Nhân hai lần thất vọng thì Nhân không thể đồng hành nữa. Lần trước Nhân đã hoan hỷ bỏ qua vì nghe đồn bác sĩ này mát tay, Nhân chỉ mong bác có thể giúp Nhân có một đứa con, nhưng lần này Nhân thấy có lẽ tâm đức của bác sĩ không dành cho Nhân. Trong lúc cư dân mạng đang xôn xao thì phía bác sĩ cũng có phản hồi, đây vốn là một bác sĩ đã có tiếng trước đó và cũng có nhiều người theo dõi trên mạng xã hội. Bác sĩ cho biết Đức Nhân mới là người không thực hiện đúng theo lịch hẹn khi từng gọi điện xin hoãn lịch khám vì bận quay, bận ăn tiệc. Hiện tại người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng thêm về ồn ào này, song netizen vẫn đang không ngừng tranh cãi khi người bên vực bác sĩ, người lại đồng cảm với Đức Nhân khi có những khó khăn nhất định trong việc tìm con.